Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào khán giả của Thiếu Niên Nói. Chúng ta vừa xem những câu chuyện với nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau trên chiếc bục dũng khí được đặt tại Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA. Và ở những tập trước, khi đến với trường Nguyễn Bình Khiêm Cầu Giấy tại thủ đô Hà Nội, ekip Thiếu Niên Nói đã ghi nhận một chia sẻ khá thú vị từ cô bé học sinh lớp 12 đầy tự tin và bản lĩnh. Chúng tôi đã giữ lại câu chuyện này để bây giờ dành thời lượng còn lại của tập 14 như một món quà tặng cho cô bạn Minh Khánh cũng như các khán giả của Thiếu Niên Nói là những ai yêu thích, đam mê và quan tâm tới lĩnh vực nghệ thuật. Thiếu Niên Nói mời đến đây những khách mời đặc biệt: Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Diệu Nhi, siêu mẫu Lan Khuê, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Ali Hoàng Dương, ca sĩ Minh Như. Trước hết, chúng ta hãy cùng xem từ bục dũng khí cô bé Minh Khánh đã chia sẻ những điều gì nhé. Xin chào chương trình Thiếu Niên Nói, xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Nguyễn Quang Minh Khánh, tôi đến từ tập thể lớp 12D của trường Trung học Phổ thông và Trung học Cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay tôi muốn lên tiếng cho tất cả những người mà đi theo khối nghệ thuật, những người làm nghệ thuật từ vẽ đến đàn và hát. Các bạn có biết được là bây giờ nhân sự của Việt Nam đang cần bao nhiêu người theo khối nghệ thuật? Bởi vì thực sự hiện tại đây là một cái nghề rất là cần. Nhưng trong tất cả những trường lớp bọn mình được dạy để bọn mình làm những bài kiểm tra, bọn mình sẽ được phát huy cái bộ RAM của bọn mình, đấy là bán cầu não trái. Như Albert Einstein đã nói, mỗi người sinh ra là một thiên tài, nhưng bản thân chúng ta không thể đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây của nó. Và nếu mà chúng ta làm như vậy thì con cá nó sẽ sống cả đời trong sự ngu dốt của nó. Vấn đề ở đây đặt ra là tại sao? Học nghệ thuật thật sự là một bộ môn rất xa xỉ. Và ở tất cả những nước tiên tiến thì việc đạt được học bổng của những trường nghệ thuật thật sự là một thứ rất khó. Hôm nay mình lên đây, đây cũng là một cơ hội lần đầu tiên mình có khả năng để mình nói về cái vấn đề này. Nó là một cái cơ hội rất là quý giá của mình, bởi vì là mình được học ở trong ngôi trường Nguyễn Bình Khiêm. Ngôi trường Nguyễn Bình Khiêm được đầu tư từ những thứ như là đàn, như là hát, thậm chí còn có cả phòng học đàn, phòng học vẽ, phòng học trống. Nhưng mô hình này chưa được nhân rộng ra. Và những người như bọn mình học những bộ môn như thế này đi ra liệu có chắc là ở Việt Nam là chúng ta đã có việc chưa? Thực ra thì chương trình Ngộ Giáo Dục là chương trình giáo dục toàn diện. Nhưng lâu nay thì mọi người để chạy theo kiến thức là chính, chạy theo các kỳ thi. Cho nên cái môn văn hóa như âm nhạc, nghệ thuật, kể cả giáo dục thể chất, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục ước mơ, lối sống, người ta coi là môn phụ. Và người ta chỉ tập trung giải toán văn, ngoại ngữ, các môn văn hóa thôi. Và như vậy thì làm cho con người nó phát triển lệch lạc. Tôi thường đi nhiều nước Âu Á mà tôi thấy người ta quan tâm đến cái giáo dục âm nhạc nghệ thuật vì nó là chăm sóc được cái phần tinh thần, phần hồn của học sinh. Tôi cũng nung nấu tinh thần là trường Nguyễn Bình Khiêm phải dạy âm nhạc nghệ thuật một cách thực sự, phải đầu tư. Quan điểm của tôi là mỗi học sinh phải biết chơi được một nhạc cụ trong một cấp học, trước hết là nhạc cụ dân tộc, sau đó là nhạc cụ hiện đại, biết ca hát, biết hát dân ca. Và đối với tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở thì cái chuyện đó rất là phù hợp, bởi vì trẻ con nó thích ca hát, thích nhảy múa, thích đàn nhạc. Thế và học sinh tất cả các lớp đều được học với quyền tự chọn. À, như thế thì các con đọc rất hứng thú và tôi nghĩ là kết quả rất tốt. Các con vui vẻ, phấn khởi, hạnh phúc. Nhưng mình có một anh bạn đấy học khoa lý sáng chỉ của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhưng anh ấy sắp tốt nghiệp rồi và anh ấy đi ra, anh ấy chưa chắc anh ấy đã có công việc ổn định. Vậy những người như chúng mình phải làm sao? Bọn mình được dạy quá nhiều về bán cầu não trái mà bọn mình đã quên mất đi là khả năng phát huy của bán cầu não phải nó là một cái gì đấy. Còn mạnh hơn, cũng là một câu nói của Albert Einstein: trí tưởng tượng là vô hạn nhưng kiến thức thì là hữu hạn.
nó đã tạo nên một bộ phận giới trẻ hiện nay là bọn mình học về âm nhạc, bọn mình học về nghệ thuật, nhưng bọn mình không được trọng dụng, bọn mình buộc phải đem bán những cái thứ chất xám về nghệ thuật đấy rất rẻ. Ví dụ như các cậu có biết là Đen Vâu trước khi đến với âm nhạc thì Đen Vâu là làm gì không? Đấy, Đen Vâu là làm gì bạn nói với mình? Đấy đúng rồi, hot ra. Bởi vì có ai biết được là tài năng và nghệ thuật được phát triển ở Việt Nam rồi nó sẽ đi đâu không? Cũng như là như hai chị ngồi đây, là hai chị là đi ra từ sân khấu điện ảnh đúng không ạ? Nhưng mà cái con số diễn viên đi ra từ trường sân khấu điện ảnh liệu có phải là toàn bộ 100% không? Chưa chắc. Và nó đã tạo thành một bộ phận giới trẻ hiện nay thành đúng những cái như indie boy, indie girl ngồi thâu đêm suốt sáng, ôm đàn, ôm giấy ra đấy ngồi. Bởi vì liệu các bạn có đủ chi phí để hát cho ai nghe không? Liệu các bạn có đủ khả năng để đứng lên một cái sân khấu như thế này để mà hát cho những người ở dưới nghe không? Không có. Cái năm 2008, 2006 cứ trung bình như thế là cứ một mùa hè là cho Minh Khánh thử khoảng tầm từ 4 cho đến 7 lớp năng khiếu khác nhau ở trong cung thiếu nhi. Bao nhiêu mùa hè như thế thì cuối cùng là bạn vẫn đọng lại, bạn vẫn theo đuổi và bạn ấy tự bạn đi mò mua từng cái bút để vẽ. Thực sự là tất cả những cái này là nó đi theo cái nhu cầu của một đứa trẻ, gọi là quy định hay là phải dạy con theo phương pháp này phương pháp nọ thì không, mà là rất bản năng, tức là cho con tích, cứ tích, không tích được cái này tốt thì lại tích được cái kia tốt. Vấn đề ở đây bọn mình được đặt ra là gì? Bọn mình được rèn luyện để thi tất cả là 6 môn Toán, Văn, Anh và thêm một bài thi tổng hợp là 3 môn nữa tùy theo khối. Nhưng mà nếu mà mình muốn thi vào các trường nghệ thuật thì mình chắc chắn mình phải có bài thi thêm. Nhưng cái bài thi đấy là mình lại phải bỏ ra thêm một thời gian rất dài, có thể là 2 năm, 3 năm, 4 năm để bọn mình có được một bài thi đấy, mà chưa chắc bọn mình đã vào được trường, mà vào được trường rồi cũng chưa chắc đã đi ra được. Và liệu có ai hiểu được là bọn mình ở đây, bọn mình làm những thứ như thế này và có ai trân trọng những cái thứ mà bọn mình làm ra không? Theo như tháp nhu cầu Maslow thì những người theo học nghệ thuật, theo khối nghệ thuật là ở trên đỉnh tháp, là những người phải rất giỏi, rất tài năng và phải qua hết tất cả những tầng ở dưới, như là những nhu cầu về mặt sinh lý, tâm lý mới lên được cái tầm đấy. Cái giá mà bọn mình đi đến đây không hề nhỏ một chút nào cả. Và làm ơn đừng phí hoài những thứ như vậy. Điều mình muốn nói ở đây là nếu mà các bạn đã chọn theo nghệ thuật rồi thì các bạn phải hiểu rủi ro của nó là gì. Rủi ro ở đây là bọn mình phải bỏ rất nhiều thời gian, bỏ rất nhiều tiền, nhưng chưa chắc bọn mình đã có được cái thành quả nhanh ngay và luôn, và nó có thể phải cống hiến cả đời. Nhưng những người như mình, những người học nghệ thuật là những thứ gì đấy rất quý. Bởi vì bọn mình có khả năng để truyền tải cảm xúc, truyền tải nội dung, bọn mình truyền tải cái tôi của bọn mình qua những thứ như nốt nhạc, vào những thứ như bức tranh, và thậm chí nó có thể lưu mãi. Bọn mình hơn máy tính ở cái gì? Bởi vì bọn mình có cảm xúc. Việc liên tục sử dụng bán cầu não bên trái có thể một ngày nào đấy nó sẽ thua máy tính 0,2 giây cho bất cứ một kết quả nào ở trên Google. Nhưng mà hỏi bọn mình có thể cả đời bọn mình không biết. Nhưng để vẽ ra một bức tranh, hỏi Google chưa chắc Google đã tự vẽ cho bọn mình được. Vậy nên bọn mình phải phát huy những cái đấy. Và mai này bộ môn nghệ thuật sẽ được phổ cập nhiều hơn, thì lúc đấy những người như bọn mình có thể sẽ lại là người truyền lửa tiếp theo. Vậy nên nếu ai học nghệ thuật thì làm ơn dành thời gian ra để nghiên cứu chuyên sâu trong một chuyên ngành. Đừng phí hoài tài năng của các bạn. Cảm ơn những chia sẻ của Minh Khánh. Chị Thu Quỳnh cũng như là chị Bảo Hân cũng đang là những người trên con đường làm nghệ thuật. Và chị cũng rất hiểu những chia sẻ của Khánh với tất cả các bạn ở dưới đây. Nhưng mà chị cũng muốn nói với các em để các em có thể hình dung ra được rõ về cái việc là làm thế nào để tiếp cận với nghệ thuật. Và chúng ta sẽ phát huy khả năng cũng như là năng khiếu của mình như thế nào. Như Khánh nói thì dường như là các môn nghệ thuật khi được đào tạo ở trường phổ thông, số tiết học rất là ít để cho các em có thể tiếp thu và phát huy. Đúng rồi. Nhưng mà các em nên nhớ rằng chúng ta chỉ phân khúc và phân ngành học khi chúng ta lên đại học thôi. Tất cả các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ học theo một giáo trình chung. Đấy là điều kiện cần và đủ.
Và khi mà các em lên đến đại học thì các em có quyền được lựa chọn. Không phải là ai bước chân vào học diễn viên khi ra trường cũng là diễn viên. Mà có khi những bạn ấy chỉ học đến năm thứ nhất là các bạn ấy bỏ học rồi. Không phải là do giáo trình, không phải là quy trình đào tạo, mà chính bản thân của mỗi người. Các em đã thực sự biết đam mê là gì chưa? Và đã thực sự đi đúng con đường chưa? Và chị chúc rằng là sau năm học lớp 12 tại trường Nguyễn Bình Khiêm thì các em sẽ có được những lựa chọn tốt nhất cho ngành học của mình, những đam mê của mình nhé. Cảm ơn em. Vâng, cảm ơn chị ạ. Thật sự mong rằng đam mê là do mình lựa chọn chứ đừng bao giờ chờ nó đến các em ạ. Đúng. Và một cái nữa tớ muốn nói là nếu mà các cậu đã có đam mê rồi thì các cậu phải hiểu đấy là cái mà các cậu được ban tặng và các cậu phải phát huy hết sức có thể thì mới thành những người như đứng bên cạnh tớ. Cảm ơn em. Các bạn trẻ bây giờ thì thực sự là họ có bản lĩnh và sự tự tin hơn là cái thời của chúng ta nhỉ. Cái bản lĩnh đầu tiên là họ có thể dõng dạc để nói lên những ý kiến của mình trước tất cả mọi người. Thế thì còn cái ấn tượng đầu tiên của Lan Khuê và Đức Phúc về bạn Minh Khánh ở trên bục dũng khí là như thế nào? Là bạn rất là có dũng khí. Đương nhiên quan điểm mà sẽ có những người đồng tình, có những người không đồng tình. Một khi đó chúng ta đã chọn đứng lên để nói, nghĩa là chúng ta rất là mạnh mẽ và tự tin. Tôi nghĩ rằng một tín hiệu rất là tốt cho thế hệ trẻ ngày nay, khi mà các bạn được trao nhiều hơn cái quyền ngôn luận cũng như là sự tự do trong suy nghĩ cũng như là quan điểm của mình. Thì điều đầu tiên mà Phúc cảm nhận là bạn rất là tự tin. Nhưng mà trong đó, sau đó nó có một chút xíu sự vụng về. Vụng về là vì sao? Là vì lần đầu tiên được lên quay hình, có thể là lần đầu tiên đứng trước rất là đông người để diễn thuyết những cái điều đó, thì cái điều đó chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Lan Khuê và Đức Phúc này, cái hồi mà còn nhỏ xíu ấy, gia đình của Đức Phúc và Lan Khuê có định hướng cho hai bạn theo nghệ thuật như mong muốn và sở thích của các bạn không? Thời nhỏ thì mẹ của Khuê cho mình tham gia rất là nhiều bộ môn, từ aerobic nè, bóng rổ, piano cũng có. Mỗi cái học một chút chút, nhưng mà không biết là do mình không có năng khiếu hay là tại vì mình là con nít, mình ham chơi hơn. Những cái môn đó nó không có vô đầu mình, nó không có dành cho mình. Sau cái câu hỏi này thì em mới sực nhớ ra một điều rằng là ok, có thể ngày đó là em chưa nghĩ đến là lớn lên em sẽ tham gia nghệ thuật. Nhưng mà thực ra trong suốt cái quãng thời gian ngày xưa thì cái máu nghệ thuật nó đã ngấm từ trong người em. Hồi nhỏ em muốn là được đi học vẽ và em muốn được đi học nhạc. Khi mà ở cấp 1 thì những cái môn mà gọi là môn âm nhạc, hầu như cả lớp bạn trai hay bạn gái đều rất là ngại lên hát hay là gõ phách. Lúc mà đến lượt em thì em lại gõ phách rất là chuẩn. Cô khen hát hay mà các bạn ở dưới lại cứ cười. Thế thì mà thôi, em vẫn cứ bình thường để em hát cho xong cái phần đó. Thì em nghĩ là cái máu nghệ thuật nó đã ngấm dần dần. Nghe Phúc nói mình mới nhớ ra hồi xưa con gái thì hay có cái trò là quấn mền, quấn gối lên các kiểu để mà mình hóa trang thành công chúa. Mà hồi xưa thì mỗi lần mà mình hóa trang công chúa thì mấy đứa hàng xóm lại khen cái bộ của mình đẹp. Khi lớn lên Khuê rất là thích sưu tầm các cuốn tạp chí, rồi rất thích coi các chương trình thời trang. Cái máu thời trang nó đã có từ lúc đó, chỉ là mình không phát hiện ra thôi. Đúng rồi. Từ hồi nhỏ, bố mẹ hầu như là không cho em một cái định hướng nào nhất định. Tại vì bố mẹ mong muốn em làm được những cái điều mà em thích. Chỉ cần em thích và chỉ cần em muốn thì sẽ cố gắng để đáp ứng cho em những cái nhu cầu đó. Khuê ở thời điểm đó thì gia đình lại có những cái định hướng riêng cho mình, muốn là mình sẽ thi vào đại học, ở lại trường làm giảng viên theo truyền thống của gia đình. Mặc dù miệng thì vẫn nói là dạ dạ vân vân, nhưng mà trong lòng mình thật sự mình không bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ trở thành giáo viên đâu. Mình nghĩ rằng mình thuộc về một nơi nào đó, còn nơi nào thì mình vẫn chưa định hình ra được. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi sau khi mà mình vào đại học thôi. Thì lúc đó mình mới biết mình làm gì và mình phải làm như thế nào. Vậy thì bây giờ mời Lan Khuê và Đức Phúc, chúng ta sẽ cùng Ali Hoàng Dương tới thăm gia đình của một nhạc sĩ trong clip ngắn mà Thiếu Niên Nói vừa thực hiện nhé. Tất cả những cái thuật ngữ âm nhạc này còn phải thuộc này. Khi mình nhìn một cái vào một cái bản nhạc mà mình không thuộc những cái này thì mình không có được cái sắc thái đâu. Thử là 2, 3, vô. Cái tempo lúc nào vững tan. Ngón tay lên. Đây, thẳng lên này. Đó, 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 đó. Bỏ đàn con ra con mở cái cửa được không? Hello, Mimi. Hello, chị. Chị với Mimi đang học à? Ừ, hôm nay vỡ bài. Đang học năm đầu cái
guitar nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Chuẩn bị thi vào nhạc viện hả Mimi? Dạ. Wow. Thôi mà cho học thì chuyên môn thôi. Chị dạy với lại bé Mimi thì có khác dạy với em hay là các học trò khác không chị? Trời ơi, nhõng nhẽo lắm. Chị đang học từ một lúc thì má còn đói. Lại phải làm đồ ăn cho má luôn. Xong rồi lúc sau là con muốn nằm, con muốn ngồi. Đấy. Học sinh khác là đố luôn. Thế có hay đói không Mimi? Đói suốt. Có. Lúc nào cũng đói. Xem nè. Thế con thì sao? Khi mà con học với lại mẹ thì có khác gì phải học với những giáo viên khác ở trường con học? Con thấy thoải mái hơn, tại vì mẹ là người hiểu con. Những cái con làm sai thì mẹ toàn biến thành một sự hài hước, nên là con thấy học với mẹ con thấy rất là vui. Sau này Mimi muốn trở thành một người ca sĩ giống chú, hay là một nhạc sĩ giống mẹ, hay là nhạc công giống bố con? Con muốn trở thành một ca sĩ biết hát này, biết nhảy và cũng biết chơi nhạc cụ. Ôi giời ơi. Rồi thế thì nói gì nữa? Thực ra thì định hướng của bố mẹ rất là quan trọng, vì là học hát thì có thể là 15, 16, bởi vì chọn thời điểm cái giọng nó ổn định rồi bắt đầu mới cho học thanh nhạc. Còn nhỏ ấy là phải cho học nhạc cụ. 5 tuổi đã học piano này rồi bắt đầu là sang guitar, học được cái nhạc cụ cơ bản là piano, sau này chuyển sang các cái bộ môn khác nữa. À, còn thấy nhảy là nhảy là 3 năm không? À, đầu tiên là tập với lại cô Lan Nhi đấy, tập được khoảng cũng phải 1-2 năm đấy. Dạy cái các cơ bản xong về sau là tự Mimi hết. Chị định hướng cho Mimi sẽ theo đuổi cái con đường nghệ thuật như thế nào trong tương lai chị? Trước đây là chưa thích bộ môn hát đâu, chưa thích thanh nhạc đâu, suốt ngày nhảy, cao ngồi nhảy liên tục. Mà hàng tiếng đồng hồ, đóng cửa phòng mở ra là đang bật cái laptop ra tập nhảy. Thì đầu tiên nó phải có cái sự yêu, đam mê một cái gì đấy thì mình cứ tự nghiên cứu, tự tìm tòi. Ngoài cái việc học ở trường lớp ra thì cũng học rất là quan trọng luôn. Đấy thì cái sự định hướng của mình là một chuyện, nhưng mà phải dạy con cái cách để mà học như thế nào cho nó đúng. Yeah. Rồi đưa những cái tư liệu để cho nghiên cứu thêm, bởi vì khi mình đưa cái tư liệu rồi là cái gu thẩm mỹ của con trẻ được nâng cao rất là nhiều đó. Nhiều khi các bạn ấy sợ ở cái tuổi các bạn chỉ ở cái mức đấy thôi, chỉ thích ở đây, nhưng mà thêm những cái mà mình đưa thêm cho các bạn về cái tư liệu rất là hay luôn. Cái ngành nghề nào cũng thế thôi, cái việc mà bản thân các bạn rồi bố mẹ phát hiện ra, ví dụ là về hội họa, con từ nhỏ đã rất là có năng khiếu về cái đó, thì không có nên là bắt con lúc nào phải 10 điểm toán với 10 điểm văn, với lúc nào cũng tạo áp lực cho con. Mimi thì sao? Cảm thấy thích cái gì nhất? Con cảm thấy thích nhảy, và hiện tại thì con cũng khá là thích hát nữa. Cho nên là chú cảm thấy bây giờ con rất là may mắn khi có thể học được những cái điều cơ bản nhất, những cái gì mà hay nhất mà mẹ con có thể truyền dạy cho con. Cho nên là con hãy cố gắng tiếp thu để mà sau này có được một tương lai sáng ngời nha. Nhiều người cứ hỏi là có lo lắng gì không khi cho con đi theo nghệ thuật, vì là không biết là cái tương lai của nó ra sao, có trở thành một người này người kia không. Bản thân chúng ta cũng thế nhỉ. Khi mà đi theo nghệ thuật không biết là mình có nổi tiếng hay không, không biết là mình sẽ đi đến đâu, nhưng mà cứ đào sâu, cứ nghiên cứu. Đấy, người ta nói là cứ yêu cái nghề nào thì người ta sẽ yêu lại mình. Và cái sự chăm chỉ, cái nỗ lực chăm chỉ là không bao giờ ngừng luôn. Còn cứ bảo là bây giờ lo lắng về cái việc là tương lai ra sao, nghề nghệ thuật nó rất là chênh chênh rồi, người ta nói cái không, cái tuổi này là tuổi học, tuổi này là tuổi trau dồi kiến thức, cho nên là mình cứ làm hết khả năng, hỗ trợ các con hết khả năng, thế là được. Giống như là cái việc mà con, khi mà con thích một cái điều gì đó thì chắc chắn con sẽ làm hết mình, cũng như là hết sức của mình. Với những cái sự hỗ trợ từ mẹ, từ những người thân xung quanh như vậy thì phải cố gắng nhiều hơn để mà có thể phát triển cái con đường sự nghiệp của mình sau này, để mà trở thành một người thật là thành công ha. Cố gắng lên nha. Sau này có khi con với chú sẽ hát song ca rồi cùng nhau phát triển sự nghiệp. Bản thân Khuê và Phúc có bao giờ mà hai bạn nghĩ rằng là nếu như mình được sinh ra trong gia đình mà có truyền thống nghệ thuật thì con đường của mình nó sẽ dễ dàng hơn không? Khuê chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Khuê lại cảm thấy cảm ơn, bởi vì chính cái sự khó khăn của gia đình á tạo cho mình những cái nét tính cách riêng giúp cho mình thành công hôm ngày hôm nay. Nghĩa là thứ nhất, mình tự chủ, tự lập. Cái thứ hai là mình sẽ có những cái chính kiến riêng. Và cái thứ ba rằng mình đủ mạnh mẽ. Bởi vì mình đủ mạnh mẽ để mình có thể làm ngược lại ý của gia đình, thì bây giờ mình cũng đủ mạnh mẽ để có thể đối mặt với những cái khó khăn, những cái thách thức, những cái thử thách trên cái con đường nghệ thuật của mình, để cho mình có thể trở thành một Lan Khuê của ngày hôm nay. Đã, người mà được sinh ra trong một cái gia đình mà có truyền thống nghệ thuật thì đó là một cái may mắn. Cái may mắn ở đây thì họ sẽ được định hướng ngay từ ban đầu một cách rõ ràng nhất.
Còn những cái người mà ví dụ mà với một cái xuất thân như là em, cái con đường đó nó sẽ không được định ra ngay từ ban đầu, và mình phải là người tìm kiếm cái điều đó. Thì em nghĩ thì mỗi cái nó sẽ có một cái thú vị riêng, và em cảm thấy là cái cuộc sống mà cũng như là cái con đường mà em đi từ xưa đến giờ nó là một cái bức tranh khá là thú vị, và em nghĩ rằng là em rất là thích cái điều đó. Dạ. Cái điểm thú vị nhất của bức tranh đó là gì? Em nghĩ cái điểm thú vị nhất ở bức tranh đó, đó chính là tất cả mọi thứ đều là phải em tự tìm tòi và em tự nỗ lực để tạo nên được những thành công như hiện tại. Mỗi người ai cũng sẽ có những cái khó khăn riêng. Ví dụ như Khuê hay là Đức Phúc ấy, mình sinh ra trong một gia đình không có thuần nghệ thuật, cái hành trình đi tìm kiếm nó chông gai hơn, nhiều va vấp hơn. Nhưng mà thực ra những người mà sinh ra trong gia đình nghệ thuật cũng là một cái áp lực rất là lớn đó. Áp lực là mình phải làm sao để xứng đáng với gia đình của mình. Cho nên dù cho sinh ra trong một gia đình nghệ thuật hay không, thì điều cốt lõi quan trọng nhất đó chính là bạn phải thật sự có khả năng và bạn phải thật sự có đam mê để có thể chinh phục thành công. Mà thật ra là những người mà được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật ấy, thì họ lại còn có một cái áp lực hơn, đó là phải vượt qua cái bóng của những người thân nữa, đúng không? Và để tiếp nối mạch câu chuyện, chúng ta sẽ cùng nhờ ekip biên tập kết nối trực tuyến tới nhà của một vị nhạc sĩ, mà vị nhạc sĩ này đã từng có một khoảng thời gian khá gắn bó với ca sĩ Đức Phúc của chúng ta đấy nhé. Này Lê này. Đấy, đúng rồi, cái này đấy này. Chú. Xin chào và một lần nữa lại gặp các bạn khán giả của Thiếu Niên Nói. Tôi là Hồ Hoài Anh và đây là con gái của tôi. Nina, chào con. Chào anh Hồ Hoài Anh. Con tên là Hồ Khánh Hà. Tên thường gọi ở nhà là Nina. Và hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ok. Nina ơi, đàn, hát hay là nhảy múa, con hứng thú bộ môn nào nhất? Đàn ạ. Con còn thích gì khác ngoài đàn nữa không? Con hứng thú với môn học vẽ nhất. Mina ơi, bố Hà Anh có bao giờ đánh đàn bầu cho con nghe chưa? Dạ, cũng nhiều lần ạ. Nhiều lần? Nhiều. Đánh đàn bầu cho con nghe. Đúng hả? Ừ. Vậy không biết là bố có dạy cho Mina đánh đàn bầu hay không? Bà nội con dạy con. Các chú, thì chú có định hướng cho Mina theo nghệ thuật giống chú với ở cô Giang không? Rất tiếc là không có cái dự định hướng cho con theo nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngày xưa bố còn bé thì là bà gọi là định hướng bố đi học luôn. Thế nhưng mà đối với cả Mina thì bố muốn cho con sẽ tự lựa chọn vào đến năm con 10 tuổi. Lúc nào con 10 tuổi thì con sẽ tự sở thích cái gì thì lúc đó thì bố sẽ định hướng. Nhưng mà Mina thì có vẻ như là thích hội họa hơn, thích vẽ hơn, thích màu sắc hơn. Cho con thêm thời gian, thêm một năm nữa để suy nghĩ. Trong cái học nghề, học nghiệp của cái các cái bộ môn liên quan đến năng khiếu thì cái sự định hướng của gia đình ấy nó cũng là một cái yếu tố mà khá là quan trọng, bởi vì là học năng khiếu thì phải học từ rất là nhỏ, và khi thường thì khi từ nhỏ ấy thì bé nào thì chẳng ham chơi, không phải bé nào cũng thể hiện rõ được cái đam mê đó. Đối với Mina thì cũng thế. Nếu mà Mina ngày xưa lúc mà bé, con có nhớ không? Hồi bé đầu tiên, hồi 5 tuổi con bảo là con không bao giờ học nhạc, đúng không? Đúng không? Thế nhưng mà khi bố cho con đi học piano rồi cho con đi học nhạc các thứ thì con cũng không cảm thấy chán. Tất nhiên một đôi lúc là bố phải ép một tí, bố phải ép một chút thì mới chịu, bởi vì học những cái môn này thì cần phải sự kiên trì rất là nhiều. Nên nói chung ấy là đối với các môn mà nghệ thuật thì phải có cái sự định hướng của gia đình nhiều nữa. Vậy Mina ơi, trong tương lai Mina có muốn trở thành một nhạc sĩ, một producer như bố hay là ca sĩ giống như mẹ hay không? Không. Không luôn. Không luôn. Không. Con không hợp với âm nhạc. Con hợp với những môn tính toán và kiểu không phải là âm nhạc. Cứ nói thế thôi, nhưng mấy năm nữa có khi Mina lại mê ca nhạc hay sao.
Hôm nọ đi xem xong live show của Vũ Cát Tường về đúng không? Về có tự dưng bảo rằng là bố ơi, con cũng nghĩ rằng con cũng thích làm ca sĩ. Nên nói chung ấy là đối với trẻ con thì mình cũng phải có cái định hướng ấy. Và nếu mình cứ để thả lỏng thì chưa biết được là có hiệu quả hay không. Nói chung đối với âm nhạc hay hội họa và các bộ môn nghệ thuật ấy thì càng tiếp xúc sớm càng tốt. Anh cũng chưa biết là bé Minh Khánh là được học ở một môi trường chuyên nghiệp hay là học ở trường. Thực ra cái mà bé đang trăn trở ấy, nó cũng là một cái thể hiện cái ước mơ và cái đam mê ở cái tuổi chuẩn bị cho những cái hành trang vào đời. Tuy nhiên là cần phải phân biệt rõ được hai cái vấn đề đào tạo rất là rõ ràng ở đây. Thứ nhất, đấy là đào tạo nghệ thuật ở trong môi trường phổ thông, tức là để các bạn được làm quen gần gũi với âm nhạc hay với nghệ thuật hay hội họa. Một cái môi trường nữa là cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Thì giữa hai cái việc đào tạo này nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng thông qua cái câu chuyện của bạn Minh Khánh ấy, có lẽ là người lớn sẽ phải suy nghĩ rất là nhiều. Và trong đó có một cái vấn đề bản thân hồi anh cũng cứ gọi là đau đáu mãi. Từ cách đây hàng chục năm, khi mà những nhà báo phỏng vấn thì hỏi Minh Khánh rằng là tại sao bây giờ Việt Nam lại xuất hiện nhiều những cái nhạc trợ, nhạc kém chất lượng như thế. Và anh chỉ trả lời là khi mà cái môi trường đào tạo nghệ thuật và đào tạo âm nhạc ở phổ thông ấy, nó được nâng cao lên, cái thẩm mỹ được nâng cao lên thì chắc chắn là sẽ không có những cái dòng nhạc đấy nữa, không có những cái thứ nhạc đấy nữa, hay là không có những cái thứ nghệ thuật như vậy nữa. Cần phải quan niệm như thế này để cho chúng ta làm rõ hơn cái tầm quan trọng của giáo dục nghệ thuật. Nghệ thuật nó quan trọng ở cái chỗ ấy, là nó phát triển nhân cách cho con người, và từ đây nó phát triển con người toàn diện. Nếu chúng ta đã xác định được như vậy ấy, thì chúng ta sẽ chú trọng nhiều hơn đến các cái môn nghệ thuật ở trong các cái trường, từ cấp nhỏ nhất đến cấp cao nhất. Chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ tạo được ra những con người sáng tạo, và từ đó tạo ra một cái xã hội nó phát triển bền vững trong tương lai. Đó là cái điều mà Đảng chúng ta cũng đã nhấn mạnh trong cái nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Học nghệ thuật ở trong trường ấy, không nhất thiết trở thành các nghệ sĩ trong lĩnh vực đó. Dạy mỹ thuật ở trong trường không có nghĩa rằng là chúng tôi yêu cầu tất cả những người học mỹ thuật phải trở thành họa sĩ. Cái mà chúng ta mong muốn ấy, là hướng con người ta đến sự sáng tạo, hướng con người ta đến việc yêu những giá trị chân thiện mỹ trong xã hội. Đó là những cái mà nghệ thuật đề cao. Nếu mà ai mà có cảm thấy rằng là mình có năng khiếu nhiều quá hoặc là mình đam mê nhiều quá thì chúng ta cũng có thể tìm đến những cái môi trường mà đào tạo chuyên sâu hơn. Và chúng ta phải phân định được rõ, rất là rõ, nó có rất là nhiều những cái cấp bậc đào tạo. Bạn chỉ cần học để vui, để biết nó khác. Và bạn học để biến nó thành một cái nghề thì nó lại là một điều khác hơn rất là nhiều. Và đó đúng là cái sự gian nan rất là nhiều như là bé Minh Khánh có đề cập. Và nó còn gian nan hơn những cái gì bé đang hình dung cơ. Bọn mình học về nghệ thuật nhưng bọn mình không được trọng dụng. Bọn mình buộc phải đem bán những cái thứ chất xám về nghệ thuật đấy rất rẻ. Gian nan lắm nhưng mà cũng chưa chắc đã thành công, đi ra đã thành công. Nhưng mà ít nhất thì cũng có một cái nghề. Thực ra bây giờ mà đưa các cái môn chuyên sâu ở trong các trường thì sẽ rất là nó mất tập trung, bởi vì học nghệ thuật nó là một cái bộ môn khác hẳn luôn. Thì đó chính là cái sự lựa chọn của các bậc phụ huynh cũng như là chính bản thân các bạn. Nếu mà đưa hết tất cả những cái bộ môn đó vào trong những cái trường phổ thông thì liệu chúng ta có đủ cái thời gian để sắp xếp và đủ cái lực lượng cũng như cái cơ sở vật chất để có thể làm được điều đó trong một sớm một chiều được hay không? Thì cái này nó đòi hỏi một cái kế hoạch hoặc là cái sự phát triển trong giáo dục lâu dài hơn. Đảng và Nhà nước rất là quan tâm đến lĩnh vực nghệ thuật và có những cái đầu tư nhất định đối với lại lĩnh vực nghệ thuật. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch ấy, đã có những cái đề án để đào tạo tài năng, đào tạo các nghệ sĩ thông qua những cái chương trình mà chúng ta gửi đi học ở nước ngoài. Tuy nhiên ở đây nó có những cái vấn đề là chúng ta không thể lấy những cái kinh nghiệm đào tạo của khoa học nói chung để giải quyết những vấn đề đào tạo nghệ thuật hay là các đào tạo các nghệ sĩ được. Chính vì thế nên là chúng ta gặp rất nhiều những cái khó khăn khác nhau, kể cả cái việc là tuyển chọn người đi học lẫn những cái câu chuyện là làm sao để sử dụng được những cái người đã học về để còn giúp ích cho sự phát triển của nghệ thuật nước nhà. Em sẽ nói kỹ hơn một chút xíu. Khi mà nghe bạn Minh Khánh, ban đầu em lại nghĩ rằng là bạn đang phản đối về những người theo học nghệ thuật.
Nhưng sau khi mà xem đến hết, em mới thấy ra khá là hay. Sorry mọi người, tại vì đó là lý do vì sao mà nãy em phải cầm điện thoại em nốt lại. Em sợ là em không nhớ được. Em mới thấy là bạn có những cái luận điểm cũng khá là hay mà ngay từ ban đầu em bị hiểu nhầm. Bạn nói những cái vấn đề và bạn đặt những cái vấn đề ở trong này nó rất là rõ ràng. Đó là những cái vấn đề về cái số tiền bỏ ra đầu tư cho nghệ thuật nó sẽ lớn hơn rất nhiều những cái môn học bình thường. Điều mình muốn nói ở đây là nếu mà các bạn đã chọn theo nghệ thuật rồi thì các bạn phải hiểu rủi ro của nó là gì. Rủi ro ở đây là bọn mình phải bỏ rất nhiều thời gian, bỏ rất nhiều tiền nhưng chưa chắc bọn mình đã có được cái thành quả nhanh ngay và luôn, và nó có thể phải cống hiến cả đời. Cái thứ hai rằng là liệu là học xong nghệ thuật đã có việc hay chưa, và những cái bạn học nghệ thuật có đúng hay không. Học nghệ thuật thật sự là một bộ môn rất xa xỉ. Có một anh bạn đấy học khoa lý sáng chỉ của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhưng anh ấy sắp tốt nghiệp rồi và anh ấy đi ra, anh ấy chưa chắc anh ấy đã có công việc ổn định. Cái luận điểm này của Minh Khánh nó có thể đúng khi trên sách vở đó, nhưng mà nếu mà bạn áp dụng ra ngoài đời thì bạn phải biết rằng là bây giờ trên thị trường đang có rất là nhiều những cái gọi là, dùng cái từ bệ phóng đi, những cái chương trình âm nhạc, những cái chương trình thực tế, đó là những cái gọi là cái mà gọi là extra thêm mà trong sách vở họ sẽ không có những cái điều đó. Đó là những cái yếu tố bên ngoài tác động vào đó, nó sẽ làm khác đi một chút xíu với cái luận điểm của bạn. Thì em nghĩ rằng là những cái chương trình âm nhạc, những cái chương trình thực tế sinh ra để làm bệ phóng cho tất cả những cái bạn mà có đam mê với nghệ thuật, đó cũng là một cái cách để rút ngắn lại con đường đầu tư nghệ thuật của mỗi người. Em nghĩ là như thế. Đối với cá nhân Hoài Anh thì nếu mà các bạn muốn theo nghệ thuật ấy, thì cho dù gì các bạn cũng phải mở được cái cánh cửa tâm hồn của mình ra bằng cái con đường học về nghệ thuật. Vậy nên là cứ có điều kiện thì hãy cố gắng học thật nhiều. Thế còn học như thế nào thì nó sẽ lại phải là tùy thuộc cái khả năng cũng như là tùy thuộc cái hoàn cảnh của mỗi người. Bởi vì bây giờ nó cũng có rất là nhiều cách học, nhất là trong cái thời đại này nữa. Vậy nên là khi mà chúng ta làm nghệ thuật ấy, hãy yêu nó đi đã. Hãy hết lòng với nó đi. Hãy đam mê hết đi. Quay lại cái việc bạn thiếu niên Minh Khánh chia sẻ thì đó là cái trăn trở của các bạn trẻ. Có điều tôi thấy một cái vấn đề ở đây là vì sao chúng ta không suy nghĩ biến những cái trăn trở của mình thành hành động. Không nhất thiết là các bạn phải có những bộ môn đó trong trường phổ thông trung học, phải được rèn luyện mỗi ngày, rồi sau đó các bạn mới biết được cái khả năng, những cái gì trong con người mình về nghệ thuật rồi các bạn tiếp tục phát triển. Bản thân của chính tôi đã được gia đình phát hiện ra cái năng khiếu và cái thẩm mỹ của mình, và tôi đã được cho đi học vẽ từ năm lớp 1. Nghĩa là ngoài những cái giờ học trên trường là tôi phải đến nhà văn hóa thiếu nhi tôi học. Thì đó là cũng là một cái cách mà các bạn có thể trau dồi thêm cái niềm đam mê, cái khả năng yêu thích nghệ thuật của mình. Chứ không nhất thiết là chúng ta ngồi đó và chúng ta kiểu như là vì sao không dạy cho tôi cái điều này, vì sao không dạy sâu hơn, rồi nếu mà tôi học cái này, tôi ra tôi có công ăn việc làm hay không? Cái đó không phải là trách nhiệm của nền giáo dục. Nếu bạn thực sự muốn hoạt động nghệ thuật thì bạn phải tự nỗ lực rất nhiều. Không thể nào mà cứ ngồi một chỗ và mong muốn điều này, điều A, điều B, điều C đem đến cho mình, rải bày như là một cái thảm hoa hồng cho mình được. Thì tôi nghĩ đó không phải là cái cách mà của các bạn trẻ nên hướng đến. Chúng ta sẽ lại tiếp tục kết nối với một quán quân của một cuộc thi âm nhạc khác. Cô ấy đang ở rất xa. Hello Minh Như. Xin chào anh Tường, em chào chị Khuê và em chào anh Đức Phúc. Và hôm nay em rất là vui khi mà được ngồi đây để mà kết nối để cùng nói chuyện và tâm sự cùng với tất cả mọi người. Minh Như có cảm xúc gì khi lắng nghe câu chuyện mà Minh Khánh chia sẻ trên mục Dũng Khí? Đối với em, sau khi mà em xem toàn bộ video của bạn thì cái điều mà em rút ra đầu tiên là bạn rất là tự tin và có tâm huyết với lại cái con đường nghệ thuật mà bạn đang đi. Và em cảm thấy rất là ấn tượng về cái phần nói của bạn. Bạn Minh Khánh đưa ra rất rất nhiều những quan điểm. Vậy quan điểm nào thì Minh Như cảm thấy đồng tình với bạn nhất? Với những vấn đề mà của Minh Khánh đưa ra thì em cảm thấy đồng cảm, bởi vì em cũng đã từng trong hoàn cảnh đó và cũng đã từng đối mặt với những cái khó khăn đó. Em nhớ có một cái câu bạn nói là những người theo ngành nghệ thuật như chúng ta là những người đứng trên đỉnh tháp. Theo như tháp nhu cầu Maslow thì những người theo học nghệ thuật, theo khối nghệ thuật là ở trên đỉnh tháp, là những người phải rất giỏi, rất tài năng. Em rất là đồng tình với bạn về quan điểm này, nhưng mà em cần phải bổ sung một chút xíu về ý kiến của em. Bạn phải có đam mê, bạn phải nhân tố, bạn phải có tài năng bạn mới đi được. Nhưng mà bạn phải cần rèn luyện bản thân mình, rèn luyện nhân phẩm, rèn luyện cho thật là tốt cái kỹ năng của mình,
thì mình mới có đủ cái sức mạnh, mình mới có đủ cái dũng cảm để mà mình đứng trên đỉnh tháp. Còn quan điểm nào không đồng tình? Em có nhớ là bạn có nói là mình phải chọn đúng một cái gì đó mà bạn đam mê nhất thì bạn mới đi được. Và em muốn nói thêm rằng một cái là ngành nghệ thuật nó không đơn giản là chỉ có đơn sắc, họ phải cập nhật theo xu thế mỗi ngày luôn để mà họ có thể theo kịp những cái gì gọi là trending. Đúng là mình phải chọn một cái con đường duy nhất để mình đi, giống như là hát thì mình nên chuyên tâm vào hát. Nhưng nếu mình học thêm một cái gì đó thì em nghĩ là cũng sẽ tốt hơn cho bản thân mình và cũng như là có kiến thức. Riêng em không thể nào cứ hát, nhiều khi em cũng sẽ thay đổi. Và trên cái con đường học tập và đào tạo nghệ thuật á, thì các bạn cũng phải nhớ là bản thân mình không những phải cập nhật kiến thức và thay đổi tư duy của bản thân mình nhiều hơn, có thể theo kịp những gì mà xã hội cũng như là khán giả họ đang hướng tới, những gì mà họ đang muốn tìm kiếm. Không chỉ có chuyên ngành đào tạo nghệ thuật mà bất cứ ngành nghề nào thì cũng cần phải có quyết tâm và đam mê. Quan trọng là bạn có dám chấp nhận để mà thay đổi bản thân mình hay không. Thì thay đổi là một chuyện tốt, nhưng thay đổi như thế nào, mình phải nghe, mình phải biết, mình phải chắt lọc được cái gì đúng và cái gì sai. Như ơi, theo đuổi công việc nghệ thuật, những cái áp lực đó ra sao? Mỗi người thì sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau. Còn riêng em á, hầu hết những cái bọn trẻ cỡ tuổi em thì muốn nhiều người biết đến nè, muốn có cơ hội để phát triển trong giới nghệ thuật, thì bắt buộc điều là các bạn phải tham gia. Và các bạn có thể sẽ đi casting phim, rồi có thể làm những hoạt động để có thể mang bản thân mình đến gần hơn với khán giả. Kể cả bản thân của em cũng vậy, tìm thiệt là nhiều cơ hội để tiếp cận hơn với khán giả. Và khi các bạn đã có thành công, các bạn phải suy nghĩ cách như thế nào để mình giữ được cái thành công nó lâu dài. Và xin cảm ơn Minh Khánh vì đã nói lên những cái nỗi lòng của những bạn trẻ vừa mới chập chững bước vào con đường nghệ thuật. Và cũng sẽ chúc cho bạn có một cái tương lai nó tươi sáng, và cũng như là có đủ quyết tâm và có đủ mạnh mẽ để đi tiếp trên cái con đường nghệ thuật mà bạn đã chọn. Cảm ơn Minh Như nha. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có cơ hội sớm được gặp nhau tại Việt Nam. Cảm ơn rất là nhiều chương trình Thiếu Niên Nói đã tạo điều kiện cho Myra được ngồi đây. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và Myra xin hẹn gặp lại tất cả anh chị trong thời gian sớm nhất. Trong câu chuyện của Minh Khánh thì có một cái luận điểm mà chúng ta phải công nhận. Cho đến thời điểm hiện tại, ở trong trường lớp, trong hệ thống giáo dục của chúng ta đang đào tạo quá nhiều những cái môn học mà thiên về bán cầu não trái. Nhưng mà thật ra, Minh Khánh ơi, dù theo đuổi ngành học nào, nghề nghiệp nào, thì cũng không có gì chắc chắn là khi mà ra trường thì chúng ta sẽ ngay lập tức có được việc làm. Trừ khi là bạn thực sự xuất sắc, có thể Minh Khánh còn chưa biết đâu chỉ có Đen Vâu. Trên thế giới, nữ hoàng nhạc pop Madonna cũng từng bán bánh donut. Kelly Clarkson cũng từng là nhân viên pha chế. Hay như nữ danh ca Mariah Carey từng làm phục vụ quán ăn, rồi làm vũ công, đi hát bè để kiếm sống. Theo đuổi nghệ thuật, trước hết, hãy cứ để cho lòng đam mê của mình dẫn lối đi đã. Chúng ta là thời đại 4.0, chúng ta không chỉ tiếp nhận kiến thức từ trong trường lớp, chúng ta có thể học lẫn nhau, học đàn anh đàn chị, học từ những người xung quanh. Thậm chí chúng ta có thể chủ động để học ở những cái môi trường bên ngoài, ngoài trường lớp, những cái lớp học thêm, đúng không? Bản thân chúng ta cũng nên học bằng cách tự tìm tòi. Thời đại Internet mà, chúng ta có thể tự tư duy, tự tìm hiểu, tự tìm tòi. Tất cả những cái đó đều là phục vụ cho nghề nghiệp, đều có thể giúp cho chúng ta phát triển được nghề nghiệp của mình, đúng không? Phần Minh Khánh có nói về những cái lần, những cái buổi mà các cái bạn học nghệ thuật ra kiểu ra những cái nơi công cộng hay là những cái shop 24 giờ để ngồi học hay là ngồi đàn hát với nhau nghe. Và nó đã tạo thành một bộ phận giới trẻ hiện nay thành đúng những cái như indie boy, indie girl, ngồi thâu đêm suốt sáng, ôm đàn, ôm giấy ra đấy ngồi. Bởi vì liệu các bạn có đủ chi phí để hát cho ai nghe không? Liệu các bạn có đủ khả năng để đứng lên một cái sân khấu như thế này để mà hát cho những người ở dưới nghe không? Thứ mà Minh Khánh đang nói, nó chỉ là đăng trên sách vở. Bạn lại chưa biết rằng là nó chính là những cái giây phút để nuôi dưỡng cái tâm hồn nghệ thuật của mình một cách mà dễ dàng nhất. Chính nơi đó đã là nơi mà mọc lên rất là nhiều những cái gọi là những cái người mà gọi là hot YouTube hay là hot video gì đó. Nếu mà mọi người theo dõi social thì có thể thấy. Đó là một cái mà bạn sẽ không thể học được trong sách vở. Thật ra cái hay của bạn Minh Khánh là bạn có quan điểm, bạn có cá tính, bạn có cái tôi. Nhưng mà qua cái cách bạn nói á, tôi thấy cái này là mẫu số chung và hầu như là suy nghĩ của tất cả các bạn trẻ. Khi mà các bạn luôn đòi hỏi mọi người phải công nhận bản thân mình, nhưng các bạn bỏ qua cái chuyện là mình phải làm sao để chứng minh cho mọi người thấy
tài năng của mình. Cũng giống như một cái câu nói là đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Các bạn muốn mọi người thấy các bạn có tài năng, nhưng mà các bạn không có tìm cách để chứng minh nó, để cho những người xung quanh họ cảm nhận được và họ thấy được cái giá trị đó, họ mới quan tâm đến bạn và bạn mới được trao những cái giá trị tương xứng. Thì Khuê cũng hy vọng rằng các bạn đã có cá tính sẵn rồi, các bạn chỉ cần có thêm những trải nghiệm thôi. Tôi nghĩ những cái trải nghiệm thực tế trong cuộc sống sẽ giúp các bạn thay đổi cái suy nghĩ của mình. Bạn này là bị cái phần trình bày của bạn ấy nó bị khiến người khác hơi mông lung, hơi hiểu đúng lầm. Là nó mông lung. Cái phần đầu bạn ấy nói quá là khốc liệt, bạn nó quá là mãnh liệt vì cái ý gần như là phản đối. Nhưng mà đến lúc sau bạn dành cho cái ý mà để thuyết phục những cái bạn học nghệ thuật ấy thì nó lại quá là ít. Nó là quá ít mà nó chỉ ở cái phần cuối thôi, nên là maybe là họ sẽ bị hiểu nhầm. Bạn đi vào cái khúc và bẻ cua quá gấp. Nó không có đường lài, cho nên mọi người sẽ không có thể kịp cảm nhận và rõ ràng á. Hầu như nó không có một cái luận điểm nào hay là một cái ý kiến nào để củng cố cho cái việc rằng bản thân mình phải học hỏi, phải trau dồi như thế nào để nhận được những gì tương xứng. Mọi người nghe sẽ thấy đúng rồi, mình học như vậy nhiều để làm cái gì, mình làm như vậy để làm gì, rồi cuối cùng mình được những cái gì. Thật ra thì cái ngành nghệ thuật như là cái môi trường chúng ta đang làm vốn dĩ nó đã rất là khác biệt rồi. Câu chuyện của Minh Khánh chưa nói được cái chuyện rằng là làm nghệ thuật ý, ngoài cái khả năng thiên phú thì còn cần tư duy sáng tạo và sự lao động miệt mài nữa thì mới có thể đến được với thành công. Nếu như mình nói về sự vất vả thì ngành nghề nào cũng vất vả. Mình ví dụ như là sinh viên trường Y nhỉ, họ phải học 9 năm để có thể ra đời và làm bác sĩ chuyên khoa, mà cũng chỉ là có thể thôi, đúng không? Chứ cũng chưa ai chắc chắn là bạn học ra trường là bạn nhất định bạn sẽ có một cái nghề nghiệp vững vàng, trừ khi là bạn phải thực sự xuất sắc. Thì nghệ thuật nó còn khốc liệt hơn rất nhiều, bởi vì không phải là bạn cứ giỏi, bạn có tài là bạn nổi tiếng. Đôi khi có những người mà họ đi học để họ về họ nghiên cứu, họ làm giáo viên thì sao? Đâu có phải ai cũng trông đợi vào nổi tiếng. Đó là còn chưa kể nó phụ thuộc nhiều vào yếu tố may mắn ở chỗ là khán giả có đón nhận mình hay không nhỉ. Một ca khúc mình thực sự hay chưa chắc là đã lọt tai khán giả. Những ca khúc mà được giới chuyên môn đánh giá cao đã chắc gì là những cái ca khúc hàng trăm triệu view được khán giả nghe, đúng không? Giống như là Minh Khánh cũng có đưa ra bán cầu não trái và bán cầu não phải. Đương nhiên là bán cầu não trái thì kích thích tư duy tính toán, bán cầu não phải thì kích thích cái tư duy cảm xúc, là cái điều mà rất cần thiết cho những người nghệ thuật của chúng ta nhỉ. Nhưng mà có vẻ như bạn đang sử dụng bán cầu não trái hơi nhiều khi nhắc đến cái nghề nghệ thuật. Thật ra thì em thấy á, làm nghệ thuật á mà mình bay bổng quá, đôi khi mình cũng sẽ bị lưng lửng ở một cái tầng trời nào đó. Làm nghệ thuật mà dùng một chút lý trí thì sẽ giữ cho mình luôn luôn tỉnh táo và giữ cho mình cái sự mạnh mẽ. Bởi vì những người làm nghệ thuật á, họ cảm xúc nhiều quá, dễ bị tổn thương quá. Mình có một chút lý trí, một chút mạnh mẽ đó sẽ giữ cho bản thân của mình cân bằng. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng lắng nghe quan điểm của một số khách mời khác mà Thiếu Niên Nói ghi nhận được nhé. Khi chúng ta đam mê nghệ thuật ấy, thì chúng ta cũng xác định được rằng ấy, đam mê nghệ thuật nó sẽ là một con đường dài, chông gai và rất vất vả. Tuy nhiên, làm được cái điều mà mình thích ấy, là một cái điều vô cùng quan trọng trong cuộc đời này. Thực ra nghệ sĩ thì không có cái sự tính toán quá nhiều. Với lời khuyên của cô thì Khánh hãy cứ thích cái gì, Khánh đam mê cái gì. Ở tuổi này con thấy con làm tốt cái điều gì đó thì con hãy cứ đào sâu vào nó. Đừng vội nghĩ là nhân sự cần bao nhiêu. Nghệ thuật không biết là cần bao nhiêu nhân sự cả. Tất cả những người bước chân vào nghệ thuật thì là những người đầu tiên họ rất là yêu. Đôi khi họ bản năng lắm, họ không biết là ngày mai họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, họ không có tính toán đến cái việc đó. Hãy cứ chứng tỏ bản thân của mình ở cái thời điểm này, làm tất cả chăm chỉ, sự chăm chỉ sẽ cho con được cái tương lai rất là tốt đẹp. Như cuối năm vừa qua thì Công Trí đã có một cái cuộc triển lãm để đánh dấu một cái sự nghiệp làm việc của mình bằng 10 bộ sưu tập với 20 năm hành nghề. Thì triển lãm mang tên Cục Im Lặng, đó là một cái thông điệp Công Trí muốn cho mọi người thấy rằng là chúng ta vẫn có những cái cách để mà thể hiện cái tình yêu, cái sự đam mê của mình với những cái bộ môn nghệ thuật mình yêu thích. Những ngày tháng lao động miệt mài với những thành quả, và đó là một cách mà Công Trí coi như là tự học về thiết kế thời trang bằng 10 bộ sưu tập của mình. Và triển lãm Cục Im Lặng đó là một cái buổi có thể là tự tốt nghiệp chính cái bộ môn mà mình đang muốn tự học. Minh Khánh thì tôi đọc được cái sự khao khát
được học và được tiếp cận những cái bộ môn nghệ thuật và phát triển nó, thì đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Và chỉ một cái lời khuyên rất là ngắn gọn đối với Minh Khánh, thì tôi mong rằng Minh Khánh hãy tiếp tục giữ cái lửa này và phải tìm cách như thế nào để linh hoạt hơn trong cái tư duy và cái cách để mà mình tiếp cận các bộ môn nghệ thuật. Không cần thiết là chúng ta phải chờ đợi một ai đó đem đến những cái cơ hội, những cái điều kiện cho mình thì mình mới phát triển được. Hiện nay cũng có rất là nhiều những cái ý kiến, những cái suy nghĩ và những nhận định nó hơi bị bi quan và hơi tự ti một chút xíu về cái con đường đi đến với nghệ thuật. Có những người nghĩ rằng là phải tốn rất là nhiều tiền thì mới có thể đi theo nghệ thuật được. Không có đâu nha, đừng nghĩ cái đó, sai rồi. Từ xưa tới bây giờ nó vẫn y như vậy đó. Hãy yên tâm, chỉ cần mình có khả năng thực sự, mình có trái tim yêu nghề và lòng đam mê sống chết với cái nghề này, mình có thể quay điện thoại, mình thì up lên YouTube của mình, rồi người ta quan sát, nhìn thấy ô cái người này có khả năng nè, đó người ta share, người ta truyền. Bạn phải vận động não mình nha, quan hệ của mình, tiếp cận, đừng có nhút nhát, đừng ở trong cái vỏ mình nữa, thì sẽ rất là khó để có thể mà gặp được những điều thành công. Mình đặt cái câu hỏi là ủa học xong ra làm gì, học xong ra có ai chọn không, rồi học cho cố vô, đầu tư cho cố vô, rồi cuối cùng được cái gì. Chị nghĩ là mình đừng có nên hỏi những cái câu đó Khánh à. Nếu như một người đủ cái niềm đam mê, đủ thích, đủ quyết tâm và có thêm năng khiếu nữa thì chắc chắn không sớm thì muộn sẽ thành công. Cứ cố gắng đi, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Tuổi trẻ của mình mà cứ xông pha đi Khánh ơi, đủ đam mê đi và chắc chắn có ngày em sẽ thành công. Hy vọng là với những cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ đem lại cho các bạn, những người mà yêu thích, đam mê và quan tâm tới nghệ thuật, thêm tình yêu và động lực để các bạn theo đuổi cái niềm đam mê của mình nhé. Xin cảm ơn các vị khách mời và xin chào tạm biệt. Ta bước đi hướng tới muôn vì sao, đằng đường nào trải bước trên hoa hồng, và chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, mà chúng ta là người chiến thắng đường đến những ngày vinh quang.